Tôi xin giới thiệu, tôi là Lê Minh Quang. Tôi xin hỏi là hiện nay tôi đang quản lý một chi nhánh ở một công ty kinh doanh về thị trường vàng, tiền tệ và chứng khoán. Nhưng mà tôi làm thị trường này được 3 năm nhưng mà cái tỷ lệ thật sự là thua rất nhiều, thậm chí ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc của một số gia đình. Và chứng khoán cũng vậy, vì tôi cũng qua chứng khoán tìm hiểu thì cũng như vậy. Và cái tỷ lệ mà nhân viên tồn tại ở lĩnh vực này và phát triển là không cao, và khách hàng cũng vậy. Thì tôi cũng rất suy nghĩ rất nhiều, và nhiều khi cái lĩnh vực này nó không có hậu sao đấy, cảm giác như vậy. Nhưng mà thật sự là rất đam mê và yêu lĩnh vực ngành nghề này, và lợi nhuận rất cao, nhưng mà đi ngược nó rủi ro cao, thật sự cái tỷ lệ mà rủi ro tức là thua lỗ rất cao. Như vậy thì mà rõ ràng lĩnh vực này là luật pháp là ở thế giới cho phép, ở Việt Nam chỉ cấm nhập vàng thôi, nhưng mà theo tôi được biết thì lĩnh vực này sẽ cho hoạt động lại bởi vì nó là cái tất yếu. Nhưng mà cũng suy nghĩ là làm thế nào để mà tiếp tục duy trì được mà cái tỷ lệ thua như cao như vậy thì khó có thể mình, vì đôi khi mình cũng suy nghĩ rất nhiều. Rõ ràng là lợi nhuận nhưng mà đôi khi mà ảnh hưởng đến cái kinh tế hạnh phúc của người khác thì thế nó không được. Thế vậy làm sao để mà cái giống như mình có thể là tĩnh tâm được? Dạ. Vâng, vâng, thưa thầy, một câu hỏi cũng rất là thú vị, bởi vì liên quan đến một cái lĩnh vực mà lợi nhuận lớn nhưng mà rủi ro cao, bởi vì hai cái đó dường như là cũng hay đi cùng với nhau ạ. Đó là một câu hỏi rất thú vị. Thành công lớn đôi lúc nó lại bằng với là thất bại cao. Chấp nhận được những rủi ro như là những thách đố đó, thì người đầu tư vào các loại hình chứng khoán đó mới có thể tồn tại lâu dài. Thời của Đức Phật đó thì chứng khoán chưa có. Và cho vậy đó thì những nghề nghiệp này đó thì gần như là không có được đề cập một cách trực tiếp. Và dựa vào bản chất của loại hình chứng khoán đó, ta có thể xem đó là một cái trò đen đỏ ở mức độ hợp pháp. Mà việc đầu tư bằng cách là mua các cổ phiếu, chiếm các cổ phần đó, rồi tạo ra cái giá trị lên và xuống đó, nó theo cái quy luật đó là bảo toàn thôi, bảo hòa, bảo toàn. Thì cái người này thắng được hiểu là ở nơi nào đó trên hành tinh này có người thua. Và do vậy sự thành công giàu sang của một tập đoàn thông qua mua cổ phiếu được hiểu là lúc ấy cũng có rất nhiều người là phá sản. Cái trò đen đỏ đó nó dẫn đến những giọt nước mắt và nụ cười xảy ra cùng một lúc. Do vậy ảnh hưởng của nó về phương diện nhân quả đạo đức là không thể không có. Ở đây người ta cam kết phải chấp nhận trong một cái cuộc chơi chung, thắng và thua đó đã được mặc định. Và ai có kinh nghiệm, rồi có vốn cao, có cách thuyết phục, rồi có nghệ thuật vận động, rồi có cái đầu ra, có sự đầu tư thật là tốt đó, thì thị trường nó sẽ trở thành là cái phần gọi là ưu ái dành cho họ. Và những người khác thì nếu không đáp ứng được những cái tương tự như thế đó thì có thể trở thành là thua lỗ. Cho nên thông thường thì những người Phật tử thì ít có khuynh hướng là dấn thân vào các cái loại hình chứng khoán. Một phần là vì rủi ro, phần khác á là thành công của mình là khổ đau của người khác ở một mức độ tương đối nào đó. Cho nên các anh chị, quý ông, quý bà có thể suy nghĩ thêm và mình có thể chọn lựa ở cái mức độ đầu tư nào được xem là thích hợp mà có thể loại trừ được những cái rủi ro trong vấn đề tổn thất đó, để chúng ta có một con đường đi lâu dài. Vấn đề thứ hai khi anh đặt ra là cái rủi ro cao, việc mà đứng trụ bám vào trong cái thị trường chứng khoán mà hiện nay là khủng hoảng tài chính toàn cầu đã chưa được phục hồi, cái cơ hội một cái cuộc khủng hoảng tương tự có thể xảy ra trong một vài năm tới là khá tốt, là khá lớn. Do vậy cái tương lai của nó từ đó là mờ mịt. Trong khi ở Hoa Kỳ khi đã thông qua được cái dự luật nhà nước can thiệp trực tiếp vào phố Wall để hạn chế một cách tối đa các rủi ro như nó đã kéo theo trong vòng 2 năm qua, thì đồng lúc ấy trên toàn hành tinh của chúng ta hầu như là thị trường chứng khoán đó, có cơ hội phục hồi cũng rất là chậm. Việt Nam nó mình lại tệ hơn thế nữa, thì sự phục hồi đó nó còn chậm hơn một vài lần. Thì đó cũng cho thấy là bản chất của cái loại hình kinh doanh này là nó có vấn đề ngay trong cái nguyên lý của nó. Và đến một lúc đầu đó chúng ta sẽ thấy là cái can thiệp của nhà nước trong các loại hình kinh doanh trong cái cơ chế xã hội chủ nghĩa không đến nỗi là quá đáng, nếu nhà nước biết can thiệp đúng để bảo vệ cái bình đẳng xã hội ở mức độ để cho mọi người đều có thể phát huy được cái sở trường của mình. Còn can thiệp quá mức thì nó cũng là một cái thái cực. Buông lỏng quá mức theo cái cơ chế tự do hiện nay cũng là một thái cực. Và cái dự luật đã được thông qua do Tổng thống Barack Obama trong một hai tháng vừa qua đó là một sự thành công lớn. Và chúng ta thấy là
can thiệp bằng một cái bàn tay của luật trong cơ chế chứng khoán này đó, là một sự giải cứu cho nền kinh tế của Mỹ đang bị tai biến mạch máu não, mà không biết khi nào mới có thể phục hoạt đi lực từ từ. Và Mỹ hiện nay là một trong ba quốc gia là nợ đứng đầu toàn cầu, cho nên sự phục hồi đó còn có thể kéo dài thêm một thời gian khá dài lâu nữa. Các gói kích cầu hầu như cũng trở nên là vô dụng vì nợ của năm nay còn nhiều hơn là nợ của năm 2009, và người ta suy đoán 2011-2012 khi kết thúc cái nhiệm kỳ của tổng thống Barack Obama thì khoản nợ đó nó còn lên theo chiều hướng gia tăng là 10% cho đến 25%. Như vậy, từ một cái nhìn duyên khởi của Phật giáo thì chúng ta thấy là cái cơ chế của cái loại hình kinh doanh chứng khoán đó là nó có rất nhiều vấn đề, rất nhiều vấn đề, mà bây giờ nó đã trở thành là công nghiệp chung của toàn cầu rồi, thì việc mà thay đổi nó không phải là chuyện giản đơn. Cho nên là những người đầu tư bằng cổ phần, cổ phiếu thì đó, thì chúng ta cũng phải hết sức là thận trọng và cũng phải sáng suốt lắm thì mới có thể đứng vững. Dĩ nhiên cái đứng vững của chúng ta nó cũng đều dẫn đến nhiều cái hậu quả là tổn thất của những người khác. Thì việc suy nghĩ đó thì giúp chúng ta có một sự lựa chọn lựa xứng đáng hơn. Chúng tôi thì không thể nào có cái lời khuyên hay là một cái ý tưởng để quý vị có thể tham khảo được. Chỉ nêu ra những bao quát như thế để chúng ta tự suy nghĩ và tự quyết định về cái loại hình đầu tư của mình. Vâng, thưa quý vị, chắc quý vị cũng đều đã rõ, tức là thị trường chứng khoán Việt Nam thì mới ra mắt được khoảng 10 năm trở lại đây thôi. Và lúc đầu vài năm trước, 2-3 năm trước thì có một thời gian thì nó phát triển rất là rầm rộ. Và nhưng mà sau đó thì cả khủng hoảng kinh tế thế giới nữa, và có thể là do nội tại nền kinh tế Việt Nam nữa, thì cái thị trường toàn màu đỏ thôi. Và đôi khi thì chỉ có một lời nói của một quan chức nào đó thì nó lại bật xanh trở lại. Vâng, chắc hẳn quý vị đã biết cái thời điểm đó, thế nhưng mà sau đó thì lại đỏ lừ cả một cái màn hình. Và có lẽ đấy là cái dấu Thanh Tùng thì không phải là chơi chứng khoán, không phải là chuyên chơi chứng khoán, nhưng mà Thanh Tùng nghĩ rằng là phải chăng với những cái thị trường mới nổi thì lại như vậy. Và bây giờ biết đâu một cơ hội cho anh, đó là ở Lào đấy, mới khai trương thị trường chứng khoán, và biết đâu đó là một thị trường, một cơ hội cho anh, đúng không ạ? Và hy vọng rằng anh có thể sáng suốt tìm cho mình, bởi vì một cái con đường như thế nào đó, bởi vì rõ ràng cũng như Việt Nam thôi ạ, thời kỳ đầu thị trường chứng khoán khá là lèo eo, rất là hiu hắt, thế nhưng mà một thời gian sau, hình như là Thanh Tùng nhớ là khoảng 2006 hay là 7 rồi hay là 8 gì đó, thì là rất là phát triển, rất là mạnh mẽ. Thế nhưng mà có nhiều cái anh cứ suy nghĩ lại, và có thể có tìm trong những cái nguy hiểm, những cái rủi ro đấy, thì biết đâu có những cái nó đem xem lại cơ hội cho mình, và hy vọng như thế ạ. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi